Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn, những thông tin về cánh quân hướng Đông trong chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 1975. Quân đoàn 4 trên đường tiến về Xuân Lộc. Quân đoàn 4 được ra đời và lớn lên trên chiến trường B2, nơi tất yếu sẽ diễn ra trận quyết chiến chiến lược cuối cùng kết thúc chiến tranh. Quân đoàn 4 không chỉ là một trong những binh đoàn cơ động chiến lược, quả đấm chủ lực của bộ mà với vị trí là lực lượng tại chỗ, Quân đoàn 4 còn có nhiệm vụ cùng quân và dân Nam Bộ, cực Nam Trung Bộ chuẩn bị địa bàn, tạo thế trận cho các đơn vị chủ lực khác cùng tiến công đánh chiếm Sài Gòn, gia định. Thực hiện nhiệm vụ này còn có ý nghĩa quan trọng trước mắt là phối hợp với các chiến trường khác, duy trì thế căng kéo chiến trường, kìm chân một bộ phận lực lượng chủ lực cơ động của địch, chia cắt quân đoàn 3 với quân đoàn 2 và quân đoàn 4 ngụy, bao vây, uy hiếp Sài Gòn và các địa bàn trên chiến lược ở miền Đông Nam Bộ. Theo sự phân công nhiệm vụ của Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh miền, quân đoàn 4 sẽ chuẩn bị địa bàn hướng Đông Bắc và Tây Bắc Sài Gòn. Từ tháng 1 năm 1975, quân đoàn 4 phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương đã tiến công và nổi dậy mạnh mẽ, tiêu diệt địch và giải phóng tỉnh Phước Long, tỉnh đầu tiên ở miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Cùng với chiến thắng Phước Long, hàng chục xã, ấp ở quân khu 9 cũng đứng lên giành quyền làm chủ cuộc đấu tranh cách mạng ở miền Nam đã có những chuyển biến lớn lao sau khi có nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Quán triệt và chấp hành nghị quyết lần thứ 21 của Trung ương Đảng và các nghị quyết quân ủy Trung ương tháng 3 năm 1974, các chiến trường ở miền Nam liên tiếp tiến công địch, thu nhiều thắng lợi. Quân Ngụy phải lui từng bước về giữ các đô thị, các đường giao thông và các vùng có ý nghĩa chiến lược. Chúng không có khả năng lấy lại được, phải chịu bỏ một số vùng bị ta đánh chiếm như nhà Bích, Tống Lê Trân ở miền Đông Nam Bộ, Tánh Linh ở khu 6, Đắc y Yesup, Măng Đen, Măng Bút ở Tây Nguyên, Nông Sơn, Giá Vụt ở khu 5. Do bị Quốc hội Mỹ cắt bỏ viện trợ bổ sung và gặp khó khăn nghiêm trọng về kinh tế, tháng 6 năm 1974, Nguyễn Văn Thiệu phải đề ra chủ trương đánh giặc theo kiểu con nhà nghèo, điều không thể làm được đối với một quân đội tay sai phản động. Tháng 8 năm 1974, ta đám chiếm và làm chủ chi khu quận lý Thượng Đức, Quảng Nam quân ngụy đưa hết sư đoàn dù dự bị chiến lược đến phản công mấy tháng liền nhưng không lấy lại được phải bỏ cuộc kế hoạch bình định lấn chiếm của chúng cũng bị thất bại về căn bản về ta ở miền nam sự ra đời của các quân đoàn và binh đoàn tương đương quân đoàn đứng chân trên các chiến trường quan trọng đã tạo nên một sự chuyển biến lớn về so sánh lực lượng mạng đường chiến lược ở cả hai tuyến đông và tây trường sơn đã nối liền đến lộc ninh đường ống đã chạy thông qua tây nguyên và khu năm và miền đông nam bộ trên miền Bắc, sau gần hai năm phấn đấu gian khổ nhiều mặt về kinh tế, đến cuối năm 1974 đã đạt sấp xỉ mức năm 1965. Ta cũng đã tăng cường vào miền Nam một số lượng lớn quân số và hàng hóa, vượt xa kế hoạch các năm trước đó. Vụ bê bối Watergate đã đẩy nước Mỹ đến một tình trạng chính trị xấu chưa từng có. Nixon bị lật đổ, Ford lên thay. Là một tổng thống lên nắm quyền không do bầu cử, Ford phải tiếp tục thực hiện việc cắt giảm viện trợ cho ngụy quyền Sài Gòn và không thể đưa ra được một điều gì có hiệu lực để cứu nó trong cơn nguy khốn. Chiến tranh đã bước vào giai đoạn cuối cùng, so sánh lực lượng đã thay đổi, ta mạnh lên, địch yếu đi, tình hình trên cho phép ta tính toán và chuẩn bị cho một kế hoạch giải phóng miền Nam. Ngày 25 tháng 1 năm 1975, quân đoàn 4 xây dựng xong các phương án tác chiến bảo vệ vùng giải phóng, kế hoạch chuẩn bị chiến trường và chương trình huấn luyện nâng cao sức chiến đấu của bộ loi trong 3 tháng đầu năm 1975. Theo phương ấn tác chiến, quân đoàn sẽ cùng lực lượng Vũ Trani các địa phương đánh bại các cuộc phản kích của địch, bảo vệ vững chắc vùng giải phóng. Trọng điểm là 5 khu vực, đường số 14 từ Bắc Phước Vĩnh đến Bù Đăng, thị xã Phước Long, đường 13, Bầu Bàng, Trơn Thành, đường 7 Ngang, Dạch Bắp, Bến Cát, đường số 4, Cả Tum và đường 22. Về chuẩn bị chiến trường, tháng 2 năm 1975. Hai sư đoàn 9 và 7 bắt đầu tổ chức các tổ trinh sát chiến dịch, chiến thuật và trinh sát chỉ huy trên hai hướng dầu tiếng và Định Quán, đường 20. Để nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ huy đối với một quân đoàn chủ lực ở chiến trường trọng điểm, Quân ủy Trung ương, Quân ủy và Bộ Tư lệnh miền đã điều động tăng cường cho quân đoàn bốn một số cán bộ có kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ kỹ thuật và hậu cần. Tháng 2 năm 1975, Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, Chính ủy Bộ Tư lệnh Trường Sơn Đoàn 559 chuyển về giữ chức vụ chính ủy Quân đoàn 4, Đại tá Vương Thế Hiệp, chính ủy sư đoàn 7 được bổ nhiệm chức vụ phó chính ủy quân đoàn. Từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 2 năm 1975, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm của các sư đoàn bộ binh và các đơn vị binh chủng, quân đoàn mở hội nghị tổng kết chiến dịch đường số 14, Phước Long. Những kinh nghiệm về chiến dịch, chiến thuật, về tổ chức chỉ huy, về kỹ thuật và các mặt bảo đảm được tổng kết nhiều vấn đề của tổng kết đã được kịp thời bổ sung cho các giáo trình và chương trình huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện cán bộ. Để tranh thủ thời gian, nhiều đơn vị huấn luyện cả ban ngày và ban đêm. Nội dung và phương pháp huấn luyện thực sự thực tế, nghiêm túc, nhằm đại yêu cầu tác chiến tập trung quy mô lớn, liên tục, dài ngày, tiêu diệt được địch mà ta ít thương vong. Ở Sư đoàn 9 và Sư đoàn Bộ binh 7, sau khi cán bộ đi nghiên cứu chiến trường về, từng phân đội tổ chức thao trường, huấn luyện bộ đội theo nhiệm vụ, phương án tác chiến và kết quả trinh sát thực địa, chú trọng huấn luyện chiến thuật tiến công địch trong công sự vững chắc cỡ chi khu, tiểu đoàn và tiến công địch trong hành tiến. Về kỹ thuật, ôn luyện các động tác tiềm nhập của đặc công, cách dò, gỡ, mìn, luồn rào, cắt rào, cách liên kết bộc phá và DH-10 của bộ binh, kỹ thuật bắn súng B-40, B-41DKZ, cối 60 và bắn ứng dụng ban đêm. Về chiến thuật, huấn luyện tổ, đại đội, Tiểu đoàn đánh địch trong công sự vững chắc, đặc biệt là giai đoạn khắc phục vật cản, mở cửa, đánh chiếm đầu cầu. Các đơn vị pháo binh, pháo cao xạ tranh thủ huấn luyện ngay tại trận địa, ôn luyện kỹ thuật thao tác pháo, hiệp đồng các số trong một khẩu đội và hợp luyện từ khẩu đến đại đội. Trung đoàn công binh tổ chức huấn luyện ngay trong quá trình thi công và bảo đảm cơ động. Về tổ chức, để nâng cao quân số chiến đấu cho các đơn vị, bổ sung số tiêu hao trong chiến dịch đường số 14, Phước Long Bộ tư lệnh quân đoàn và các sư đoàn, trung đoàn đã có nhiều biện pháp bồi dưỡng sức khỏe cho bộ đội, đưa số thương binh nhẹ và bệnh binh đã được hồi phục sức khỏe từ phía sau ra phía trước. Trong tháng 2 năm 1975, quân đoàn được bổ sung 1954 chiến sĩ mới. Trước khi biên chế số chiến sĩ mới này về các đại đội bộ binh, quân đoàn đã tổ chức huấn luyện trong 15 ngày. Nhờ những biện pháp đó, đến cuối tháng 2 năm 1975, số quân mỗi tiểu đoàn bộ binh ở hai sư đoàn 7 và 9 có khoảng từ 220 đến 250, trong đó số quân chiến đấu 190 đến 220. Súng, đạn, đặc biệt là đạn hỏa lực của các đơn vị được bổ sung theo yêu cầu chiến đấu. Mỗi đại đội bộ binh có một khẩu cối 60mm, hai súng B-41, mỗi sư đoàn bộ binh có 3 khẩu cối 120, 10 khẩu pháo 85-105 và 122 ly, 10 khẩu pháo cao xạ 37 và 12 khẩu súng máy phòng không 12,8 ly. Ở các đơn vị binh chủng trực thuộc quân đoàn, vũ khí và phương tiện chiến đấu được bổ sung về số lượng và tăng cường chất lượng. Mỗi tiểu đoàn pháo có 9 khẩu pháo xe kéo 155 và 130 ly, tiểu đoàn pháo cao xạ có 12 khẩu 37 và 57 ly. Ngày 2 tháng 3 năm 1975, sư đoàn 341, biên chế đủ quân được quân ủy trung ương và bộ tổng tư lệnh điều động vào chiến trường đứng trong đội hình quân đoàn 4, bộ chỉ huy sư đoàn gồm các đồng chí Trần Văn Trân, sư đoàn trưởng, Trần Nguyên Độ, chính ủy, Vũ Cao, sư đoàn phó. Ngoài các đồng chí trong bộ chỉ huy sư đoàn, các đồng chí Phạm Thành Minh, phó chính ủy, Vũ Thang, tham mưu trưởng, Hồ Đình Quý, tham mưu phó, Nguyễn Văn Quê, chủ nhiệm chính trị, Nguyễn Văn Kháng, Chủ nhiệm hậu cần đều có nhiều kinh nghiệm chiến đấu trên các chiến trường khu 4, khu 5 và chiến trường Lào. Tiếp nhận sư đoàn 341, một sư đoàn chủ lực cơ động của bộ có trình độ và kinh nghiệm chiến đấu, quân đoàn 4 đã có đủ 3 sư đoàn bộ binh theo biên chế và tăng cường đáng kể sức mạnh chiến đấu. Sư đoàn 341 đứng trong đội hình quân đoàn 4, bên cạnh những đơn vị đã dày dạn chiến đấu như sư đoàn 9, sư đoàn 7, đã nhanh chóng làm quen với chiến trường mới trong điều kiện hết sức khẩn trương gấp gáp. Về lực lượng binh chủng, Bộ Tư lệnh miền tiếp tục tăng cường cho quân đoàn 42 tiểu đoàn xe tăng 21 và 22, đồng thời bổ sung một tiểu đoàn mới hành quân từ hậu phương lớn vào. Ba tiểu đoàn này hợp thành đoàn thiết giáp 26 đứng trong đội hình quân đoàn 4. Các đoàn hậu cần khẩn trương mở đường, bắc cầu, làm ngầm, vận tải vật chất từ các căn cứ xuống vùng trung tuyến, chuẩn bị cho bộ đội tác chiến các hướng. Sau khi đồng xoài được giải phóng, tuyến hậu cần chiến lược của đoàn 559 đã vận tải bằng cơ giới theo đường 14 vào đến Đồng Xoài. Các khu vực Bù Gia Mập, Phước Vĩnh, Đồng Xoài do đoàn 770 phụ trách, Lộc Ninh do đoàn 340 phụ trách và Hớn Quản, Cà Tum do đoàn 220 phụ trách trở thành căn cứ hậu cần phía sau của khối chủ lực miền, nơi tiếp nhận vật chất từ hậu phương lớn miền Bắc chuyển vào. Từ những căn cứ này, Cục hậu cần miền tổ chức các tuyến hậu cần bảo đảm cho bộ đội hoạt động trên các hướng xung quanh Sài Gòn, hướng Đông Nam, đoàn 814, Đông Bắc, đoàn 210, Tây Bắc, đoàn 235, Tây Nam, đoàn 230, các quân khu 6, 7, 8, 9 và Sài Gòn gia định cũng có những căn cứ hậu cần của mình. Các căn cứ hậu cần của quân khu, quân đoàn nối liền với các tuyến hậu cần của miền và tuyến vận tải chiến lược, hình thành một thế trận hậu cần liên hoàn và vững chắc tạo dự trữ vật chất tương đối lớn, bảo đảm đủ đạn cho bộ đội tác chiến trong một năm, xăng dầu, thuốc quân y trong sáu tháng. Ngày 4 tháng 3 năm 1975, quân và dân ta trên các chiến trường đồng loạt nổ súng tiến công địch ở Tây Nguyên, bộ đội ta cắt đường số 19, đánh cầm ga, thuần mẫn, chuẩn bị đánh chiếm Đức Lập và thị xã Buôn Ma Thuột, ở khu 5 và Trị Thiên, lực lượng vũ trang hai quân khu mở màn chiến dịch xuân, hè của địa phương, ở B2. Quân đoàn 4 và lực lượng Vũ trang các quân khu bước vào đợt hai, đẩy mạnh các hoạt động tạo thế, tạo lực và phối hợp chiến trường. Ngụy quyền Sài Gòn hoàn toàn bất ngờ trước quy mô, thời điểm, hướng và lực lượng tiến công của ta. Trong cuộc họp với các tướng lĩnh tại dinh độc lập ngày 9 và 10 tháng 12 năm 1974, tổng thống Ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu phán đoán rằng trong năm 1975 ta có thể đánh lớn hơn năm 1974 nhưng không như năm 1968 và không bằng năm 1972, ta chưa có khả năng đánh vào các thị xã lớn hoặc thành phố mà chỉ có thể đánh các thị xã nhỏ và cô lập như Phước Long, gia nghĩa, về thời gian, địch cho rằng ta sẽ đánh vào trước hoặc sau Tết Nguyên đán, khi mùa mưa đến sẽ dừng lại củng cố lực lượng. Xuất phát từ những nhận định như vậy, địch cấp tốc điều chỉnh thế bố trí lực lượng theo kiểu nặng hai đầu, tăng cường phòng thủ quân khu 1 và quân khu 3. Đồng thời chủ trương đánh trước nhằm phá kế hoạch chuẩn bị của ta, ngăn chặn chiến dịch Đông Xuân của Việt Cộng ở quân khu 3, miền Đông Nam Bộ, địch bố trí 4 sư đoàn bộ binh, 7 liên đoàn biệt động quân, 14 tiểu đoàn và một số đại đội trung đội pháo binh, với 376 khẩu, 7 thiết đoàn và 15 chi đội xe tăng, xe bọc thép, với 655 xe, 2 sư đoàn không quân, 250 máy bay chiến đấu. Tuyến phòng thủ cơ bản của địch bố trí theo hình vòng cung từ Tây Bắc đến Đông Bắc, cách Sài Gòn khoảng trên dưới 50 km. Nhiều nơi chúng đã đảo tuyến hào chống tăng. Theo phương án tác chiến đã được Bộ Tư lệnh miền thông qua, quân đoàn bốn bước vào tiến công địch trên hai hướng. Sư đoàn 9 được tăng cường trung đoàn bộ binh 16, hai tiểu đoàn pháo cao xạ, một tiểu đoàn xe tăng đánh chiếm chi khu quân sự trị tâm, quận lị dầu tiếng, phá vỡ một đoạn trên tuyến phòng thủ của địch, tạo bàn đạp tiến công Sài Gòn từ hướng Bắc đồng thời mở rộng vùng giải phóng về phía tây sông Sài Gòn từ Bến Củi đến đường 26, hỗ trợ và phối hợp với Sư đoàn 5 ở hướng Bến Cầu, Đức Huệ, Long An, Trung đoàn 273, Sư đoàn 341, chốt chặn khu vực Bầu Bàng, đường số 13, sẵn sàng thay thế và làm dự bị cho Sư đoàn 9. Sư đoàn 7 cùng một bộ phận lực lượng Sư đoàn 341 phối hợp với lực lượng vũ trang quân khu 7 và quân khu 6 đánh chiếm chi khu quân sự định quán. Giải phóng đường 20, tỉnh Lâm Đồng, mở bành lang và bàn đạp tiến công trên hướng Đông Bắc Sài Gòn. Hoàn thành nhiệm vụ này, quân đoàn sẽ mở được bàn đạp tiến công Sài Gòn trên hai hướng quan trọng nhất, đồng thời kìm chân lực lượng chủ lực của quân đoàn Ba Ngụy, thu hút lực lượng dự bị chiến lược của chúng, tạo điều kiện cho mặt trận Tây Nguyên và các chiến trường khác hoạt động. Nhưng khác với chiến dịch đường số 14, Phước Long nơi địch yếu và bố phòng sơ hở, lần này quân đoàn sẽ phải đánh vào tuyến phòng thủ cơ bản nơi địch mạnh, phòng thủ kiên cố. Vì hai hướng tiến công của quân đoàn cách xa nhau nên đảng ủy và bộ tư lệnh quân đoàn quyết định phân sở chỉ huy làm hai hướng. Hướng dầu tiếng do tư lệnh quân đoàn Hoàng Cẩm, chính ủy Hoàng Thế Thiện và sở chỉ huy cơ bản chỉ huy. Hướng đường 20 do phó tư lệnh quân đoàn Bùi Cát Vũ cùng một bộ phận sở chỉ huy nhẹ chỉ huy. Trên hướng dầu tiếng, chân thành, đường 13, trung tuần tháng 3 năm 1975, theo mệnh lệnh của quân đoàn, Sư đoàn 9 chuyển về đường 13 tiến công chi khu quân sự Trân Thành, mở thêm một hướng tiến công mới. Lúc này, sau khi thống nhất ý kiến ở sở chỉ huy cơ bản, đồng chí Tư lệnh quân đoàn Hoàng Cầm chuyển trực tiếp chỉ huy hướng tiến công Định Quán, Lâm Đồng, đồng chí Chính ủy quân đoàn Hoàng Thế Thiện ở lại chỉ huy hướng tiến công dầu tiếng, Trân Thành. Trước thời cơ chiến lược mới, phát triển tiến công, sư đoàn 9 được cấp ủy Đảng nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương phối hợp và giúp đỡ diệt một loạt đồn bốt địch, giải phóng đoạn đường 26 từ ngã ba đất xét đến xóm Phan và một số đoạn trên đường số 22, đồng thời nhanh chóng ổn định tình hình khu vực mới giải phóng, chuẩn bị địa bàn tập kết lực lượng cho các đơn vị tiến đánh Sài Gòn từ phía Bắc và Tây Bắc. Chi khu quân sự, quận Lị Trơn Thành, tỉnh Bình Long, nằm trên trục đường chiến lược số 13, cách Sài Gòn 80 km về phía Bắc. Trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972, Trơn Thành đã bị ta bao vây, cô lập. Quân đoàn Ba Ngụy buộc phải tăng thêm lực lượng cố giữ địa bàn quan trọng này nhằm kiểm soát đường số 13, tạo bàn đạp để khi có điều kiện sẽ nối lại đường số 13, đoạn từ bầu bảng lên An Lộc. Giữa tháng 3 năm 1975, trước sức tiến công và uy hiếp ngày càng tăng của ta, quân đoàn Ba Ngụy phải bỏ thị xã An Lộc, rút hai liên đoàn biệt động quân và lực lượng của tiểu khu An Lộc về chân thành xây dựng thành một cụm phòng thủ mạnh trên hướng Bắc Sài Gòn, chấp hành lệnh của Bộ Tư lệnh Miền và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Trung đoàn 273, Sư 431 đang chốt chặn trên đường 13 cùng bộ đội địa phương tỉnh Bình Phước và huyện Nhơn Thành lập tức chuyển sang đánh đuổi quân địch rút chạy. Từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 3, bộ đội ta đã gây cho địch nhiều thiệt hại trên đoạn đường 13 từ An Lộc về Trân Thành. Nhưng do chưa tập trung lực lượng đủ mạnh, nhất là hỏa lực chưa được chuẩn bị đầy đủ cho phương án đánh địch trong công sự vững chắc nên khi địch co cụm trong chi khu chân thành, dựa vào hệ thống công sự chống trả. Cuộc tiến công vào chân thành từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 3 của hai trung đoàn 1 và 2, sư đoàn 9 và hai tiểu đoàn bộ đội địa phương Bình Phước đã không dứt điểm được. Ngày 31 tháng 3, sau khi tập trung đủ ba trung đoàn bộ binh và được tăng cường trung đoàn 273, sư đoàn 341, 15 khẩu pháo trong đó có 4 khẩu pháo 130, sư đoàn 9 mở đợt tiến công mới. Các trung đoàn 273 đảm nhận các hướng tiến công chính ở các hướng Tây, Nam và Đông chiếm được một số mục tiêu trong chi khu. Trong khi đó, tiểu đoàn 1, trung đoàn 273 sẵn sàng đánh quân chi viện của địch từ bầu bảng lên chân thành. Đại đội 11, trung đoàn 273 gặp rất nhiều khó khăn trong khi vào thay một đại đội thuộc trung đoàn 3, sư đoàn 9 chốt chặn đánh chiếm vị trí ở xóm rớt Nam Trơn Thành 3 km. Ngày 1 tháng 4, địch cho lữ đoàn kỵ binh thiết giáp 3 từ bầu bàng lên cứu ngụy cho đồng bọn ở Trơn Thành. Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9 Võ Văn dần lệnh cho các đơn vị tiếp tục bao vây địch ở Trơn Thành, sử dụng hai tiểu đoàn của Trung đoàn 1 và hai cơ động về bầu lồng, chặn đánh quân viện của địch. Trước nguy cơ bị tiêu diệt, chiều ngày 1 tháng 4, quân địch ở Trân Thành dục dịch tháo chạy. Trung đoàn trưởng Trung đoàn Một Nguyễn Văn Chia và Trung đoàn trưởng Trung đoàn Hai Lê Tấn Cẩm thống nhất nhận định quân địch nghi binh ở hướng Nam để rút chạy theo đường liên tỉnh số 14. Do phát hiện đúng, hai trung đoàn đã tập trung lực lượng thai ti diệt quân địch rút chạy và phối hợp với các đơn vị bạn đánh chiếm các mục tiêu còn lại trong chi khu. Ngày 2 tháng 4 năm 1975, toàn bộ quân địch ở chân Thành bị diệt, tàn giã và bị ta bắt lực lượng của sư đoàn 5 và lữ đoàn 4 kỵ binh thiết giáp địch lên phản kích bị loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.000 tên. Tỉnh Bình Long được giải phóng. Đến đây, đợt chiến đấu liên tục gần 30 ngày đêm, từ ngày 4 tháng 3, mở đầu đợt 2 của toàn miền trên hướng Bắc, Tây Bắc Sài Gòn đã giành thắng lợi lớn. Cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương, Sư đoàn 9 và một bộ phận của Sư đoàn 341 vừa vào đến chiến trường đã đánh chiếm một tiểu khu, hai chi khu, giải phóng Dầu tiếng, chân thành và toàn tỉnh Bình Long. Vùng giải phóng phía Tây, Tây Bắc Sài Gòn được mở rộng và hoàn chỉnh từ biên giới đến vùng trung tuyến tạo nên một địa bàn đứng chân rộng lớn và rất thuận lợi cho các binh đoàn chủ lực. Với bàn đạp quan trọng này, ta có thể đưa những binh đoàn lớn từ phía Bắc theo hai con đường chiến lược số 14, 13 vào áp sát tuyến phòng thủ cơ bản của địch, tiến đánh Sài Gòn từ hướng Bắc và Tây Bắc. Cũng trong đợt hoạt động này, cùng với lực lượng tại chỗ, quân đoàn 4 đã tiêu diệt thu hút và giam chân một bộ phận quan trọng sinh lực địch, phối hợp tốt với chiến dịch tiến công giải phóng Tây Nguyên và các hướng khác ở Tây Nam, Đông và Đông Bắc Sài Gòn, thúc đẩy thêm quá trình suy yếu và tan rã của địch, chuẩn bị một bước quan trọng cho trận quyết chiến chiến lược giải phóng Sài Gòn gia định. Ngày 2 tháng 4 năm 1975, sau khi nhận chỉ thị trực tiếp từ đồng chí Trung tướng Lê Đức Anh, phó tư lệnh miền, chính ủy quân đoàn Hoàng Thế Thiện chỉ huy các đơn vị chiến đấu của quân đoàn trên hướng dầu tiếng, chân thành trừ sư đoàn 9, hành quân sang hướng đông chuẩn bị tiến công hệ thống phòng ngự của địch tại Xuân Lộc. Trên hướng định quán Lâm Đồng, đường số 20, theo kế hoạch chiến lược và kế hoạch chiến dịch Tây Nguyên, trong bước tiến công chiến lược, ở khu vực Tây Nguyên, quân và dân ta sẽ cắt các con đường bộ số 19, 20, 11 từ đồng bằng trung bộ lên, đồng thời khống chế đường không, bao vây, cô lập quân địch. Hướng Đông Nam, từ miền Đông Nam Bộ lên Tây Nguyên chỉ có một đường bộ là đường số 20. Con đường này bắt đầu từ ngã ba dầu dây, điểm nối với đường số 1, ngược lên phía bắc nối với đường số 21 ở số 21 ở quận Lị Đức Trọng. Trên đường số 20, chi khu quân sự định quán là cứ điểm phòng thủ quan trọng của địch ở địa đầu quân khu 3 và cuối quân khu 2. Đánh chiếm định quán ta sẽ mở được đầu mối của một con đường chiến lược, không cho địch sử dụng đường 20. Tiếp đó nếu ta làm chủ được vùng giải phóng Nam Tây Nguyên, mở thông hành lang từ phía Bắc vào và bàn đạp tiến công Sài Gòn trên hướng Đông Bắc thực hiện nhiệm vụ này còn có ý nghĩa trực tiếp phối hợp với chiến dịch Tây Nguyên, cùng bộ đội Tây Nguyên và quân khu 5 chia cắt chiến lược đối với toàn chiến trường miền Nam. Ở khu vực chiến trường hoạt động của ta trên hướng này sẽ góp phần căng kéo địch, phối hợp với hướng dầu tiếng, hướng Tây Nam của đoàn 232 và các hoạt động của quân khu 7, quân khu 6, ở Tánh Linh, Võ Đắc, Hoài Đức. Ngày 5 tháng 3 năm 1975, tại căn cứ Đồng Xoài, đồng chí Lê Đức Anh, Phó tư lệnh miền trực tiếp giao nhiệm vụ cho sư đoàn 7, quân khu 4 cùng lực lượng vũ trang quân khu 6 và 7 mở mặt trận mới ở Đông Bắc Sài Gòn, đánh chiếm định quán, giải phóng đường số 20 và tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí Bùi Cát Vũ, phó tư lệnh quân đoàn đi cùng sư đoàn 7, trực tiếp chỉ huy hướng quan trọng này. Ngày 6 tháng 3, sư đoàn 7 bắt đầu hành quân. Tiểu đoàn công binh 25 đi trước chuẩn bị bến vượt sông Đồng Nai ở khu vực Tà Lại. Trong 3 đêm, 14, 15 và 16 tháng 3, sư đoàn đưa toàn bộ đội hình, gồm cả xe pháo qua sông Đồng Nai bí mật, an toàn và nhanh chóng tiến về phía mục tiêu. Chi khu quân sự định quán thuộc tỉnh Long Khánh nằm ở địa đầu lãnh thổ quân khu Ba Ngụy, một cứ điểm kiên cố trên tuyến phòng thủ Đông Bắc Sài Gòn. Địa hình ở đây rất đặc biệt, có lợi cho lực lượng phòng thủ. Phía trước chi khu là một bãi rộng gồm nhiều núi đá trồng, những tảng đá rất lớn, mòn nhẵn, hình bầu dục xếp chồng lên nhau thành tầng, tầng cao nhất tới 50 mét. Bằng tay không khó có thể trèo lên những tảng đá này. Giữa các tảng đá là những hang, hóc, những gộp đá. Quân địch dựa vào những gộp đá này làm giải chướng ngại thiên nhiên để bảo vệ chi khu. Dưới chân các chồng đá trúng răng dây thép gai, gai mìn. Trên các chồng đá xây lô cốt, hỏa điểm. Bao quanh định quán còn có các điểm cao 112, 258. Thuận lợi cho việc quan sát và phâu ích thủ. Tên chỉ huy trưởng chi khu huấn hoang nói với đồng bọn rằng, dựa vào các cột đá này, chúng có thể chống lại một sư đoàn của ta. Sau khi thị xã Buôn Ma Thuột bị ta đánh chiếm, cuộc phản kích của sư đoàn 23 thất bị, địch đã quyết định rút bỏ Tây Nguyên, đưa quân về co cụm ở giải đồng bằng ven biển để bảo toàn lực lượng. Tây Nguyên mất, Lâm Đồng và đường 20 bị uy hiếp, địch buộc phải tăng cường lực lượng cố thủ các vị trí còn lại giữ đường 20 và tạo thế ngăn chặn ta từ xa. Tư lệnh quân đoàn 3 Ngụy Nguyễn Văn Toàn lệnh cho Lê Minh Đức, sư đoàn trưởng sư đoàn 18 chuyển bộ tư lệnh sư đoàn từ Long Bình lên thị xã Long Khánh, đồng thời đưa chiến đoàn 43 và một chi đoàn M113 lên tăng cường phòng thủ Định Quán. Chiến đoàn 52 và chi đoàn thiết giáp số 2 giữ khu vực từ Túc Trưng đến Kiệm Tân. Đặc điểm địa hình khu vực Định Quán và việc địch tăng thêm lực lượng phòng thủ gây thêm nhiều khó khăn cho ta. Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7 Lê Nam Phong cùng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 141 đã thảo luận dân chủ bản cách diệt địch trong các gộp đá. Đại đội trưởng Đại đội 7 Phạm Văn Thiệu đề xuất phương án sử dụng một đại đội bí mật thọc sâu vào các trồng đá, bịt hàng không cho địch chui vào cố thủ. Cách đánh này đòi hỏi tinh thần quả cảm cao và người chỉ huy phải rất linh hoạt khi xử trí tình huống. Đại đội 7 Anh Hùng được Sư đoàn trưởng giao nhiệm vụ khó khăn này. Để cán bộ chiến sĩ làm quen với địa hình và tập cách đánh vào định quán, Trước khi vào trận, Trung đoàn 141 đã sử dụng căn cứ cũ của địch ở cầu sông Nhà Bích, cấu trúc lại gần với cách bố phòng của địch trong chi khu để huấn luyện bộ đội. Đồng thời, Trung đoàn tổ chức hiệp đồng trên sa bàn lần cuối cùng tại Vĩnh An, căn cứ của khu ủy khu 7. Đêm 16 dạng ngày 17 tháng 3, tiểu đoàn 2 và 3, Trung đoàn 141, đơn vị đảm nhận mũi chủ yếu của trận đánh đến vị trí xuất phát sung phong. Các chiến sĩ bắt đầu liên kết bộc phá chuẩn bị mở cửa các trận địa của sư đoàn cũng sẵn sàng nhà đạn. Hướng đại đội 7, đại đội trưởng Phạm Văn Thiệu và chính trị viên quyết định động viên các chiến sĩ chuẩn bị thật tốt khi pháo nổ sẽ vọt tiến qua quãng trống khoảng 100 mét, chiếm gộp đá đầu tiên. 5 giờ sáng ngày 17 tháng 3, sư đoàn 7 nổ súng tiến công định quán, sau dầu tiếng 6 ngày, pháo ta bắn vào các mục tiêu quân sự trong chi khu và các vị trí địch ở phương Lâm, La Ngà, Núi Tràn, Đồi Đăng Ca điểm cao 112. Trung đoàn 209 do Trung đoàn trưởng Trần Đức Nhạn và chính ủy Phạm Ngọc Ninh chỉ huy tiêu diệt cụm phòng thủ của địch ở núi Tràn, chia cắt định quán với lực lượng quân đoàn Ba ngụy ở Túc Trưng. Quân địch trong chi khu rối loạn, tìm nơi ẩn nấp. Các mũi tiến công của Trung đoàn 141 nhanh chóng vượt qua cửa mở, đánh chiếm các vị trí đầu cầu. Đại đội bảy thọc sâu chiếm được hộp đá đầu tiên. Sau mấy phút hoảng loạn, quân địch bắt đầu phát hiện được các hướng tiến công của ta. Chúng dựa vào các trồng đá chống trả quyết liệt, nhất là hướng đại đội 7. Máy bay A-37, F-5AD-6 bay cao trên tầm pháo cao xạ ném bom xuống các trận địa pháo, các đường tiến quân và các khu vực ta vừa chiếm được. Phó Trung đoàn trưởng bế x quân phải cho bộ đội dừng lại đảo công sự, bổ sung thêm đạn, chuẩn bị đợt tiến công mới. Trời về chưa nắng gắt, khói bom, đạn và cát bụi ngột ngạt, bộ đội đói, mệt và không tìm được nước uống. Ở hướng đại đội 7, có chiến sĩ phải tiểu tiện để uống. Đại đội phải tổ chức cho một số chiến sĩ bỏ ra bìa giấy chặt cây chuối về cho anh em ăn đỡ khát. Chính ủy sư đoàn Phan Liêm đã xuống sở chỉ huy trung đoàn 141 cùng ban chỉ huy trung đoàn giải quyết các khó khăn, động viên bộ đội đánh chắc, tiến chắc. Chiều ngày 17 tháng 3, trung đoàn 141 tổ chức đợt tiến công thứ hai. Trước sức tiến công của ta, quân địch phải bỏ khu quân sự và trận địa pháo, chạy vào các gộp đá. Đại đội 7 chiếm thêm hai gộp đá nữa, tiến sát núi đá Ba chồng và núi đá Ông Phật. Sáng ngày 18 tháng 3, sau một đêm củng cố lực lượng, nghiên cứu thêm cách đánh, sư đoàn trưởng lệnh cho các đơn vị tiếp tục tiến công. Tiểu đoàn 4, trung đoàn 165, được tăng cường 3 xe tăng đánh chiếm điểm cao 258. Tiểu đoàn 6, trung đoàn 141, được pháo 85, 37, DKZ bắn thẳng chi viện hỏa lực diệt từng ổ đề kháng địch trong các hộp đá. Trung đội trưởng Vũ Văn Bộ, đại đội 7, bị thương vào tay vẫn cùng đồng đội anh Dũng đánh thẳng vào núi đá Ba Trồng. Trung đội phó Nguyễn Văn Hoan, đại đội 7, người đã cắm cờ quyết chiến quyết thắng lên sở chỉ huy tiểu khu Phước Long 77 ngày trước dẫn đầu trung đội đánh chiếm núi đá ông Phật, đã hy sinh anh Dũng trong trận đánh này. Phó đại đội 2, tiểu đoàn 1, Nguyễn Trọng Tấn vừa chỉ huy đơn vị, vừa bắn 7 quả đạn B40 diệt các hòa điểm địch và cắm lá cờ quyết chiến quyết thắng lên nóc nhà chỉ huy chi khu tên thiếu tá quận trưởng tránh và bốn sĩ quan cấp đại úy chỉ huy chi khu định quán ra hàng. Sau khi giải phóng định quán chấp hành mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh miền, Sư đoàn 7 chỉ để lại một tiểu đoàn của Trung đoàn 209, đơn vị có kinh nghiệm chốt chặn đường 13 năm 1972 ở lại phía Bắc Túc Trưng, ngăn chặn chiến đoàn 52, Sư đoàn 18 ngụy Ngày 24 tháng 3, toàn bộ lực lượng của Sư đoàn chia thành hai mũi tiến lên thị xã Lâm Đồng. Mũi vu hồi Trung đoàn 141 được tăng cường pháo mang vác của sư đoàn và một tiểu đoàn pháo 130 của quân đoàn do sư đoàn trưởng Lê Nam Phong, chính ủy Phan Liêm, tham mưu trưởng Đỗ Mạnh Thứ trực tiếp chỉ huy, được khu ủy khu 6, tỉnh ủy Lâm Đồng và nhân dân các dân tộc giúp đỡ. Trung đoàn bắt đầu hành quân bằng cơ giới theo đường xe ben, đường cho xe chở gỗ, sau đó hành quân bộ, vượt qua nhiều đèo dốc cạo, sông suối. Ngày 27 tháng 3 chiếm lĩnh bàn đạp tiến công phía tây bắc thị xã, tiểu khu Bảo Lộc, mũi đột phá theo đường 20 chia thành hai khối. Khối thứ nhất có trung đoàn 209, thiếu, và tiểu đoàn 4, trung đoàn 165, được phối thuộc xe tăng, pháo 85, pháo cao xạ 37 hành quân cơ giới vừa đi vừa đánh địch trên đoạn đường từ cầu Đa Gùi đến thị xã Bảo Lộc. Khối thứ hai tiểu đoàn của trung đoàn 165 các đơn vị liệu pháo, làm lực lượng dự bị và lực lượng sẽ phát triển lên di linh khi thị xã Lâm Đồng được giải phóng. Đồng chí Lê Ngọc Bỉ, tham mưu phó quân đoàn và các đồng chí Nguyễn Văn Thái, phó chính ủy, bùi tài tuệ tham mưu phó sư đoàn 7 đi cùng hai khối này. Sở chỉ huy quân đoàn gồm chủ nhiệm các binh chủng và cán bộ các cơ quan đi cùng khối thứ hai. 14 giờ ngày 27 tháng 3 đại đội 11, tiểu đoàn 6, trung đoàn 165, có 3 xe tăng dẫn đầu diệt đồn bảo an Đa Gùi, Nam Đắc Oai 7 km, sau đó phát triển diệt các đồn dân vệ từ Đa Gùi đến Đắc Oai làm dung chuyển hệ thống đồn bốt địch trên đường 20 tạo điều kiện cho tiểu đoàn 5 tiêu diệt địch ở tiểu khu Đắc Oai. Đêm 27 dạng ngày 28 tháng 3, đội hình tiến công bằng cơ giới của sư đoàn 7 nhanh chóng phát triển lên hướng Lâm Đồng. Đi đầu là các đội trinh sát, xe tăng, bộ binh và công binh. Tiếp theo là liệu pháo và cối 160 ly. Xe tăng sử dụng 9 chiếc chia làm 3 đội, 3 chiếc làm dự bị và hoạt động ở phía sau để nghi binh. Pháo đi cùng các trung đoàn bộ binh có 4 khẩu 85, 4 khẩu 120. 3 khẩu 105 và 2 khẩu cuối 160 do sư đoàn nắm. Pháo 130 bố trí Tây, Tây Bắc tiểu khu do quân đoàn nắm. Một tiểu đoàn cao xạ bảo vệ các cầu lớn, một tiểu đoàn đi cùng bộ binh và xe tăng. Đội hình tiến công của trung đoàn bộ binh chia thành hai thê đội. Thê đội một có một tiểu đoàn bộ binh, xe tăng, công binh, pháo binh đi cùng, pháo cao xạ và sở chỉ huy nhẹ của trung đoàn. Thê đội hai gồm lực lượng còn lại và sở chỉ huy cơ bản. Không giờ ngày 28 tháng, ba pháo 130 bắt đầu bắn vào sân bay và các mục tiêu quân sự ở phía bắc thị xã, chi viện hỏa lực cho sư đoàn 7 tiến công trong hành tiến. Trước sức tiến công nhanh bằng cơ giới và hỏa lực mạnh của ta, quân địch ở các chốt dọc đường bỏ chạy về đèo Ba Cô rồi chạy về thị xã. Tình trưởng Lâm Đồng điều một đại đội pháo ra cầu Đại Lào, nhưng mới nghe tiếng gầm của xe tăng và tiếng nổ của trọng pháo ta. Bọn này bỏ cả súng chạy vào rừng. 4 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 3 cánh quân đột phá trên đường 20 bắt được liên lạc với trung đoàn 141 ở mũi Vu Hồi. Phát hiện quân địch đang hoảng loạn và lực lượng tiến công đã đến đủ. Chỉ huy sư đoàn 7 lệnh cho các đơn vị nổ súng sớm hơn một giờ so với kế hoạch ban đầu. Trời hừng sáng. Pháo ta bắn cấp tập vào các mục tiêu quân sự trong thị xã. Bộ binh có xe tăng dẫn đầu chia thành hai mũi đột phá và thọc sâu đánh chiếm từng mục tiêu. Lực lượng địch giữ thị xã có gần 4.000 tên được trang bị đầy đủ, có hệ thống công sự kiên cố nhưng không còn tinh thần chiến đấu, đã bị ta tiêu diệt một số, phần lớn tàn giã, bỏ chạy về Di Linh và tản mát vào rừng. Thị xã Lâm Đồng được giải phóng lúc 9 giờ ngày 28 tháng 3. Ngày 31 tháng 3, Trung đoàn 165 được tăng cường 3 xe tăng, 2 khẩu pháo 105, 1 khẩu pháo 85 hành quân bằng cơ giới đánh chiếm khu Di Linh, diệt và làm tan giã 3 tiểu đoàn địch. Sau đó, Trung đoàn được lệnh dừng lại để quay về Long Khánh. Toàn tỉnh Lâm Đồng đã được giải phóng, ý đồ của địch lập tuyến phòng thủ Sài Gòn từ xa, bắt đầu từ Tây Ninh qua Lâm Đồng đến Nha Trang bị đập tan. Đường số 20 từ Lâm Đồng đến Túc Trưng hoàn toàn do ta làm chủ, một trong những điểm phòng thủ mạnh của địch trên hướng này là chi khu quân sự Định Quán bị ta đánh chiếm. Quân đoàn 4 cùng lực lượng vũ trang các địa phương đã mở thêm một hành lang chiến lược để cơ động lực lượng và binh khí kỹ thuật vào chiến trường trọng điểm, tạo thêm một bàn đạp tiến công Sài Gòn trên hướng Đông Bắc. Đến cuối tháng 3 năm 1975, những hoạt động theo kế hoạch chiến lược của Bộ Tông Tư lệnh trên toàn miền Nam đã thu được những thắng lợi quan trọng ở chiến trường, theo kế hoạch và sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương Cục, Quân ủy và Bộ Tư lệnh miền, được tiến hành khẩn trương và với một quyết tâm rất cao. Nhân dân và các lực lượng vũ trang Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ đã thực hiện một bước quan trọng các công tác chuẩn bị chiến trường, tạo nên những yếu tố thiết yếu bảo đảm thắng lợi nhanh chóng, triệt để cho trận quyết chiến chiến lược giải phóng Sài Gòn, gia định. Đó là các hoạt động tác chiến tạo thế, mở đường, làm ngầm, bắc cầu trên các hướng chiến dịch, vận tải súng, đạn, gạo, thực phẩm đến các vị trí tập kết. Đặc biệt là hoạt động của quân đoàn 4 và lực lượng vũ trang các quân khu trên hai hướng Bắc, Tây Bắc, đánh chiếm dầu tiếng, Trơn Thành, mở thông đường 13, 14 và hướng Đông Bắc, đánh chiếm Định Quán, giải phóng đường 20 và tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp góp phần mở ra các hành lang cơ động lực lượng và vận chuyển vật chất quy mô lớn vào chiến trường trọng điểm tạo bàn đạp trên những hướng quan trọng nhất và chuẩn bị trước địa bàn tập kết lực lượng của mình và của các quân đoàn bạn trước khi đánh vào sài gòn diễn ra vào lúc ở phía bắc quân và dân ta mở chiến dịch giải phóng tây nguyên chiến dịch giải phóng huế đà nẵng và các tỉnh trung bộ các hoạt động của quân đoàn còn có ý nghĩa phối hợp chiến trường căng kéo và kìm chân một bộ phận quan trọng quân chủ lực ngụy qua các trận dầu tiếng chân thành, định quán, cán bộ chiến sĩ quân đoàn 4 đã trưởng thành lên, có thêm nhiều kinh nghiệm tác chiến hiệp đồng binh chủng tiêu diệt quân địch trong công sự vững chắc, đánh chiếm chi khu, tiểu khu quân sự giải phóng thị xã, thị trấn. Trong trận tiến công giải phóng đường 20 và tỉnh Lâm Đồng, quân đoàn bắt đầu có kinh nghiệm tổ chức đội hình tiến công bằng cơ giới, cơ động nhanh, vừa đi vừa đánh địch. Những kinh nghiệm sát thực và nóng hổi này cùng với kết quả của các hoạt động chuẩn bị chiến trường đã tạo thêm thế và lực bảo đảm cho quân đoàn 4 cùng các đơn vị bạn giành thắng lợi to lớn và nhanh chóng trong trận quyết chiến chiến lược giải phóng Sài Gòn, Gia Định. Trên hướng Xuân Lộc, Biên Hòa, quân đoàn 4 giao nhiệm vụ cho sư đoàn 341 trên hai hướng đường 20 từ cầu La Ngà đến ngã ba dầu dây và thị xã Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh chuẩn bị mọi mặt để khi có lệnh sẽ đánh tập trung tiêu diệt lớn. Khu vực sư đoàn 341 đảm nhiệm là tiến công vào phòng tuyến bảo vệ Sài Gòn từ xa của địch. Lực lượng của chúng gồm ba sư đoàn bộ binh 18, 25 năm và các đơn vị biệt động quân, lính thủy đánh bộ, các chi đoàn xe tăng, thiết giáp, pháo binh. Các lực lượng này chưa bị đánh đau, còn sung sức và ngạo mạn. Chúng lại được lực lượng không quân các sân bay Biên Hòa, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ chi viện tối đa. Trong lúc đó sư đoàn chưa qua chiến đấu, một số hình thức chiến thuật chưa học, còn gần một nửa số quân chưa được huấn luyện cơ bản, chiến trường mới lạ. Liệu có hoàn thành nhiệm vụ được không? nhiều cán bộ tỏ ra băn khoăn, lo lắng. Tuy nhiên, được chiến đấu trong đội hình quân đoàn 4, một quân đoàn chủ lực bao gồm các đơn vị đã dạn dày trong khói lửa của cuộc chiến tranh, đã từng lập chiến công vang dội ở bầu bảng, đồng xoài, bình giã, với tính chất là một quân đoàn chủ lực cơ động, bố trí hoạt động trên chiến trường miền Đông Nam Bộ, chủ yếu là tiêu diệt địch, giải phóng dân, đồng thời làm nòng cốt trong ba thứ quân làm chỗ dựa vững chắc cho phong trào đấu tranh vũ trang và chính trị của quân chúng ở nông thôn và đô thị tạo ra và thúc đẩy cao trào đấu tranh vũ trang đấu tranh chính trị tại chiến trường sẵn sàng đảm nhận một hướng chiến lược phối hợp chiến trường toàn miền tiến lên giành thắng lợi quyết định tính chất chức năng và nhiệm vụ của quân đoàn đã nói lên đầy đủ cả thời gian và không gian cả đặc điểm và nhiệm vụ cả sở trường hoạt động tác chiến và xây dựng càng chứng minh sự gắn bó với địa bàn với dân với đảng với chiến trường miền Đông Nam Bộ. Trong cán bộ quân đoàn có nhiều đồng chí đã từng đi từ buổi cây tầm vông, lựu đạn đốt ngòi, đã từng lặn lộn chiến đấu gian khổ, bám trụ kiên cường, đã đánh những trận oanh liệt, lập công vẻ vang từ những năm 1947 đến 1948 ở La Ngà, Phương Lâm, Định Quán. Đã từng trải qua những năm tháng thiếu thốn, gian khổ. Các anh đã sống và chiến đấu ở chiến trường này từ những năm nam tiến và bây giờ là những người chỉ huy cả một quân đoàn hùng mạnh ở các anh là cả một kho tàng kinh nghiệm vô giá về chiến đấu và xây dựng, về bám dân, bám đất ngay tại chiến trường. Những điều đó rất quý đối với một đơn vị mới vào chiến trường. Đó là cả một kho tàng kinh nghiệm để sư đoàn học tập. Vì vậy mà những suy nghĩ lo âu, băn khoăn của cán bộ đã dần dần vơi đi. Chiến trường mới lạ đã nhanh chóng trở nên thân quen. Sư đoàn rất tự tin khi bước vào tham gia chiến dịch mùa xuân năm 1975 lịch sử ngày 2 tháng 3 năm 1975, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn họp nghiên cứu nhiệm vụ trên giao, đánh giá toàn diện về địch, về ta, khả năng chiến đấu của Sư đoàn. Tại cuộc họp này, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn đã nhất trí nêu quyết tâm, phát huy vai trò, vị trí của toàn đảng bộ, với tinh thần quyết chiến quyết thắng, kiên quyết chấp hành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chiến đấu, tranh thủ mọi thời gian để tổ chức huấn luyện, hết sức coi trọng những kinh nghiệm của các đơn vị bạn, đưa đơn vị nhanh chóng thích nghi với chiến trường, khẩn trương bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ. Căn cứ nhiệm vụ trên giao, sư đoàn tổ chức thành ba bộ phận. Một bộ phận do tham mưu trưởng Vũ Thang, Phó Chính ủy Phạm Thành Minh trực tiếp chỉ huy Trung đoàn 273 thay thế Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, hoạt động tại khu vực Dầu Tiếng, Trơn Thành, Đường 13, tỉnh Tây Ninh. Một bộ phận do Sư đoàn trưởng Trần Văn Trân, Phó Tham Mưu trưởng Hồ Đình Quý cùng Trung đoàn trưởng các Trung đoàn 270, 266, 55 và các cơ quan đi chuẩn bị chiến trường ở hướng đường 20 Bà Rịa, Long Khánh. Một bộ phận do chính ủy Trần Nguyên Độ, Phó Tư lệnh Vũ Cao cùng chủ nhiệm chính trị, chủ nhiệm hậu cần và một số cán bộ cơ quan chỉ huy bộ đội vào vị trí tập kết và tổ chức huấn luyện cho chiến sĩ mới. Thực hiện nghị quyết của Thường vụ, ngày 4 tháng 3 năm 1975, Trung đoàn 273 thay Trung đoàn một sư đoàn 9 bảo vệ thị trấn dầu tiếng vừa được giải phóng, đồng thời chốt chặn, đánh địch, bảo vệ đoạn đường từ Bầu Bàng đến Trơn Thành, trên đường 13. Con đường 13 được giải nhựa dày, đường rộng 8 đến 10 mét, chạy qua An Lộc, Trơn Thành, xóm rốt xuống phía nam qua Bầu Bàng, Lai Khê, Thủ Dầu một và đi vào Sài Gòn. Từ những năm 1968 đến 1972, đường 13 đã nổi tiếng là con đường đẫm máu và nước mắt đối với Mỹ ngụy các đơn vị sừng sỏ anh cả đỏ kỵ binh bay của mỹ sư đoàn 5, sư đoàn 25 chủ lực ngụy đã từng bị no đòn ở đây những tên làng minh hòa bến cát bầu bàng tàu ô, ô xóm ruộng còn ghi đậm chiến công của quân giải phóng miền đông nam bộ vào những tháng đầu năm 1975, khi mà thế tiến công chiến lược của ta đang áp sát hơn nữa vào Sài Gòn, thì con đường 13 càng trở nên quan trọng nó là hành lang vận chuyển lực lượng và phương tiện cho miền Tây Nam Bộ, là một hướng cơ động lực lượng rất mạnh của ta từ phía Bắc khi có thời cơ tiến công giải phóng Sài Gòn. Vì vậy mà địch tăng cường phòng thủ, tăng cường phản kích, hòng chiếm lại các vị trí đã mất, đồng thời củng cố thành lá chắn ngăn chặn tuyến giao liên từ Đông sang Tây Nam Bộ của ta và bảo vệ Sài Gòn từ phía Bắc. Lực lượng địch tại đây gồm Liên đoàn 32 biệt động quân ở An Lộc, Liên đoàn 31 biệt động quân ở Trơn Thành, tiểu đoàn 366 bảo an ở xóm Dứt, tiểu đoàn 36 biệt động ở Nam xóm Dứt, chiến đoàn 7 và 8 của sư đoàn 5 cùng với chi đoàn xe tăng 182 ở Bầu Bàng. Sở chỉ huy sư đoàn 5 đóng ở Lai Khê, bên Cát. Với lực lượng đông đặc và thế đứng chân như vậy, địch hy vọng có đủ khả năng phong tỏa kiểm soát con đường, bảo vệ Sài Gòn từ phía Bắc. Sau khi được sư đoàn 9 cung cấp tình hình và qua báo cáo của bộ phận cán bộ chuẩn bị chiến trường, Trung đoàn 273 thống nhất sử dụng lực lượng như sau. Tiểu đoàn 2 do tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phú, chính trị viên Đặng Tố chỉ huy, vào tiếp quản và bảo vệ quận lỵ dầu tiếng. Lực lượng còn lại có nhiệm vụ chốt chặn, giữ vững con đường 13 từ xóm rớt về bầu bảng, bảo vệ con đường cơ động của ta từ miền Đông sang miền Tây Nam Bộ. Đêm 5 tháng 3, các đơn vị hành quân tới vị trí và suốt đêm ấy khẩn trương xây dựng trận địa chốt. Sáng hôm sau, trời vừa hừng đông, sương sớm còn phủ kín cánh rừng thưa, một đại đội thuộc tiểu đoàn 36 biệt động quân đã bất ngờ tiến công lấn chốt ở phía đông đường 13 chết về phía nam xóm rất gần 1 km. Đại đội 9 cảnh giác cao, nổ súng kịp thời, diệt tại chỗ 10 tên, bọn sống sót vội tháo chạy. Ngày 7, địch dùng pháo đánh vào chốt đại đội 9, dọn đường cho một đại đội khác của tiểu đoàn 31 biệt động quân tiến công lên chốt. Lúc này đại đội 9 chỉ để trung đội một do trung đội trưởng Nguyễn Văn Va chỉ huy ở lại giữ chốt với tinh thần tiến công, mỗi viên đạn phải diệt một quân thù, trung đội một đã chiến đấu kiên cường giữ vững trận địa. Chiến sĩ phạm tiệp với 18 quả lựu đạn, liên tiếp tung vào đội hình địch, diệt hàng chục tên, đánh lui một hướng tiến công của địch. Chiến sĩ bắn tỉa Lê Hồng Thái cứ mỗi viên đạn diệt một tên. Suốt ngày 7 tháng 3, trung đội một đã đánh bật 8 đợt phản kích của bộ binh địch. Trận địa chốt vẫn đứng vững, án ngữ một quãng dài phía nam xóm rớt, sát phía đông đường 13. Đêm 7 tháng 3, chung dội một họp rút kinh nghiệm, bổ sung tình huống vào phương án chiến đấu và chuẩn bị sẵn sàng cho những trận đánh ngày hôm sau. Cuộc họp thống nhất phải chủ động tiến công địch từ xa, không ngồi trong chốt chờ địch đến mới đánh. Sáng ngày 8 tháng 3, các đồng chí Dương Mạnh dần Nguyễn Minh Thắng, Trần Văn Tơ, Phạm Tiệp rời khỏi vị trí chốt, lợi dụng địa hình, tiếp cận vào vị trí đứng chân của địch và bất ngờ tiến công, đánh sập ba lô cốt một ụ súng đại liên, diệt tại chỗ 25 tên, số địch còn lại chạy vào xóm rớt. Cùng ngày, từ phía dầu tiếng, địch dùng một liên đội xe tăng, yểm trợ cho bộ binh nóng ra vùng giải phóng của ta. Tiểu đoàn 2 nổ súng kịp thời, đánh bại cuộc phản kích của địch, bắn cháy 4 xe tăng, bắt sống hơn 20 tên. Khẩu đội trưởng Phương Văn Dày dùng DKZ bắn cháy chiếc xe tăng địch đầu tiên. Tiếp theo Phương Văn Dày lại xuất hiện dũng sĩ bắn xe tăng Đinh Quốc Sắc. 2 năm về trước, khi còn huấn luyện ở miền Bắc, Đinh Quốc Sắc chỉ có một suy nghĩ muốn rèn luyện tốt, phải lao mình vào trong gian khổ, ác liệt vì nơi đó sẽ tạo ra mọi vẻ đẹp. Những ngày trên thao trường nóng như lửa, những đêm lần mò trong mưa hành quân diễn tập, Đinh Quốc Sắc đã chăm chỉ, miệt mài hăng say rèn luyện. Được giao giữ súng B-41, sắc vô cùng sung sướng, tổ chức đã tin cậy giao cho mình thứ hỏa lực lợi hại này. Mình phải làm chủ nó như người công nhân sử dụng thành thạo chiếc búa, chiếc kìm. Mỗi trái đạn phải diệt một xe tăng, một lô cốt địch tới chiến trường, sắc sung phong lên chốt. Vừa chuẩn bị xong công sự, nhá tạm nắm cơm, đã nghe ỉ ầm tiếng xe tăng vọng lại. Sắc phán đoán hướng đi vào bản với trung đội trưởng Trần Thanh Đạo, muốn giữ được chốt phải đánh chúng từ xa. Trung đội trưởng cho tôi ra chặn đầu xe tăng lại. Trung đội trưởng đồng ý, sắc sách B-41 vận động tới vị trí có lợi nằm chờ, nhưng tiếng rú của xe tăng xa dần. Quái! Chúng chạy đường khác à? Định lấn chốt đại đội 7 chắc sắc cùng đồng đội chạy tắt đón đầu. Đúng như dự đoán, chiếc xe tăng đi đầu bỏ ra cảnh giới cho gần chục chiếc đi sau cắt đường định cản bửa lên chốt đại đội 7. Bí mật luồn lách, lợi dụng địa hình có lợi, đinh quốc sắc kê súng ngắm chiếc xe tăng cảnh giới. Viên đạn đỏ lừ lao vút đi, chiếc xe tăng bốc cháy dữ dội. Bọn địch tập trung hỏa lực bắn xối xả về phía sắc. Được đồng đội yểm hộ, anh ôm súng lăn mấy vòng ra khỏi mục tiêu lộ, nâng súng bắn phát thứ hai. Viên đạn vun vút lao vào cụm xe tăng, lại một chiếc nữa bốc cháy, cả bảy xe tăng tháo chạy. Cuộc càn của gần chục xe tăng địch bị bẻ gãy. Sáng 9 tháng 3, địch lại dùng xe tăng tiến công lấn chốt đại đội 5. Đinh Quốc Sắc cắt rừng non đón đầu cũng là lúc bảy xe tăng địch lọt vào trận địa trung đội 1. Chiếc thứ nhất vừa mò đến đã dính đạn B41 của Sắc bốc cháy. Đội hình xe tăng địch rối loạn, Sắc bắn cháy thêm chiếc nữa. Bảy xe tăng tháo chạy bọn bộ binh cũng nháo nhác tháo lui. Trung đội một truy kích, diệt gần 30 tên ngay trước chốt của mình. Chốt chặn được 20 ngày thì nhiệm vụ của trung đoàn phát triển. Ngày 25 tháng 3, Phó Tham Mưu trưởng Quân đoàn 4 Lê Ngọc Bì giao cho trung đoàn 273, ngoài nhiệm vụ chốt giữ, không cho địch từ bầu bảng lên và từ chân thành chạy về. Trung đoàn sử dụng một lực lượng cùng với sư đoàn 9 tham gia đánh vào chi khu quân sự quận lỵ chân Thành. Nhận được lệnh, Trung đoàn 273 sử dụng tiểu đoàn một do tiểu đoàn trưởng Chu Đức Hùng và chính trị viên Đặng Xuân Lợi chỉ huy, làm nhiệm vụ chốt giữ, đánh địch từ bầu bảng lên ứng cứu cho quận lỵ Trơn Thành. Đại đội 11 do đại đội trưởng Hoàng Văn Anh và chính trị viên Nguyễn Trọng Phủ chỉ huy, tiến công tiêu diệt địch tại xóm Rớt, Nam Trơn Thành 3 km. Tiểu đoàn 2, đại đội 9 và đại đội 10, tiểu đoàn 3, đánh vào chân thành dưới sự chỉ huy của tham mưu trưởng sư đoàn Vũ Thang và phó trung đoàn trưởng trung đoàn 273 Nguyễn Văn Giáp. Đúng 5 giờ ngày 30 ngày 31 tháng 3, tiếng súng tiến công vào chi khu quân sự quận lỵ chân thành bắt đầu. Đại đội 7 được chọn làm đơn vị mở cửa. Sau quả bộc phá đầu tiên, địch tập trung bắn xối xả vào cửa mở. Đại đội trưởng Hoàng Sĩ Hối bị thương nặng, chính trị viên Bùi Công Bình hy sinh, 7 chiến sĩ ngã xuống ngay hàng rào ngoài cùng Phó đại đội trưởng Phạm Văn Tiến hô lớn. Các bộc phá viên theo tôi, quyết mở bằng được cửa mở. Quả bộc phá của Tiến xé tung hai lớp rào, và Tiến cũng hy sinh. Thêm một số chiến sĩ thương vong, cửa mở đã khai thông, nhưng đại đội 7 hầu như mất sức chiến đấu. Trong lúc đó, đại đội 5 bị lộ ngay từ đần, địch tập trung hỏa lực đánh vào trận địa. Đại đội 5 phải chuyển sang đột kích, vượt qua cửa mở, dập tắt được hai hỏa điểm đầu cầu, đánh sập thêm được ba lô cốt nhưng lực lượng của đại đội 5 không đủ sức phát triển vào tung thâm. Địch lại tập trung phản kích dữ dội, hướng chính gặp khó khăn lớn. Mở tối ngày 31 tháng 3, quân đoàn ra lệnh cho các lực lượng chuyển sang vây ép, dùng pháo binh bắn phá liên tục vào các mục tiêu trong chi khu, gây cho chúng nhiều tổn thất. 7 giờ sáng ngày 1 tháng 4, hai tiểu đoàn thuộc chiến đoàn 8 vào 20 xe tăng của sư đoàn 5 địch từ bầu bảng lên ứng cứu cho đồng bọn đang bị vây ép tại quận lỵ Trân Thành chúng vừa lò dò tới ấp xà mách đã lọt vào trận địa phục kích của tiểu đoàn 1, bị diệt gọn hai đại đội, bắt sống 103 tên, bắn cháy 5 xe tăng, số còn lại tháo chạy về bầu bàng, Âm mưu chi viện cho trơn thành của địch bị bẻ gãy. Đúng 22 giờ 40 phút ngày 1 tháng 4, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 thông báo, địch ở trơn thành bỏ chạy, sư đoàn 9 đang truy kích trên hướng ra sông Bé quân đoàn lệnh cho trung đoàn 273 chuẩn bị đón đánh địch từ chân thành chạy về bầu bảng đồng thời không cho cánh quân địch từ bầu bảng lên đón đám tàn quân ở chân thành chạy về. Trung đoàn 273 bố trí lại lực lượng theo phương án chiến đấu mới. Toàn trung đoàn bí mật chuẩn bị trận địa với tư tưởng chỉ đạo, nắm vững thời cơ, vận động nhanh, hiệp đồng chặt chẽ, nhanh chóng bao vây chia cắt, tiêu diệt gọn từng bộ phận, tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch, làm chủ chiến trường. 2 giờ sáng ngày 2 tháng 4, các đơn vị đã chuẩn bị xong và sẵn sàng xuất kích. 4 giờ 30 phút, một tốp địch lọt vào trận địa cối 82 của đại đội 14. Anh em nổ súng, diệt một tên đại úy, bắt sống hai tên, có một thiếu úy, tù binh khai, tiểu đoàn 366, bảo an và một số tàn binh của tiểu đoàn 31 biệt động quân được lệnh bỏ xóm rớt rút chạy về bầu bảng lúc 20 giờ ngày 1 tháng 4. Hiện đang hành quân phía sau. Trung đoàn trưởng Hoàng Trung trực lệnh cho các đơn vị chuẩn bị chiến đấu. Đúng 5 giờ 15 phút ngày 2 tháng 4, đại đội đi đầu của địch lọt vào trận địa phục kích của đại đội 14. Lập tức đại đội 14 nổ súng tiến công, bị đòn phủ đầu, bọn địch hốt hoảng chạy sang hướng Tây, bị đại đội 16 hạ nòng 12,7 bắn quét, diệt một số lớn. Lúc này tiểu đoàn 3 và đại đội 20 cũng bắt đầu nổ súng. Từ phía Tây, Tây Nam đường 13, các đại đội 9, 14, 16, 20 đánh sang, phía đông đường 13, các đại đội 10, 11 đánh tới, bọn địch bị đòn bất ngờ, rồi loạn đội hình, tìm đường tháo lui, các chiến sĩ ta cắt địch ra mà đánh, xác địch ngổn ngang trên trận địa, một số tên sống sót kéo nhau chạy trở lại hướng chân thành, bị ngay tiểu đoàn 2 từ chân thành chặn lại, tiểu đoàn 366 bảo an và số tàn quân tiểu đoàn 31 biệt động quân bị tiêu diệt hoàn toàn. Cũng trong ngày 2 tháng 4, bọn địch điều tiểu đoàn 2, chiến đoàn từ bầu bảng lên đón đám tàn quân trên. Chúng vừa tối ấp xả mách, bị tiểu đoàn một trận đánh, diệt tại chỗ 81 tên, bắt sống 23 tên. Tiểu đoàn 2 địch bị xóa sổ. Sang ngày 3 tháng 4, tiểu đoàn 1 diệt thêm 120 tên. Tiểu đoàn 3 diệt 254 tên. Đại đội 2 Sông Lam diệt 86 tên. Toàn bộ quân địch từ chân Thành chạy về Bầu Bảng và từ Bầu Bảng lên chân Thành ứng cứu hoàn toàn bị tiêu diệt và bắt sống gần một tháng làm nhiệm vụ chốt chặn, trong điều kiện ăn, ngủ dưới hầm, vật lộn với những cơn khát cháy cổ, với mối rừng, với biết bao nhiêu đợt phản kích pháo kích ác liệt của địch, các chiến sĩ trung đoàn 273 đã kiên cường trụ vững, liên tục đánh địch, giữ vững chốt, cửa ngõ phía bắc Sài Gòn bị chọc thùng một mảng lớn, tạo điều kiện cho lực lượng ta áp sát hơn nữa vào Sài Gòn. Hành lang vận chuyến từ miền Đông sang miền Tây Nam Bộ được thông suốt, bảo đảm cho đồng bằng sông Cửu Long có đầy đủ tiềm lực và khả năng để bước vào cuộc tổng tiến công và nổi dậy trong chiến dịch mùa xuân 1975 lịch sử. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở hướng đường 13, Trung đoàn 273 lật cánh về tỉnh Long Khánh trong đội hình chiến đấu của sư đoàn ở mặt trận phía đông Sài Gòn, gia định. Ngày 26 tháng 3, Trung đoàn 270 hành quân tới Đồng Xoài thì được lệnh của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tiếp tục xuyên rừng đi tiếp về hướng đông 20 làm lực lượng dự bị cho sư đoàn 7 và sẵn sàng đánh địch lấn chiếm các chi khu định quán, la ngà, phương lâm do sư đoàn 7 vừa giải phóng. Từ Đồng Xoài, qua Bù Đốc, xuyên rừng Mã Đà, đến sáng 18 tháng 3, toàn trung đoàn đã tới bờ sông Đồng Nai. Tại đây, đồng chí Bùi Cát Vũ, phó tư lệnh quân đoàn 4 giao nhiệm vụ cụ thể, trung đoàn 270, thiếu tiểu đoàn 6, chốt giữ đường 24 cua chữ C đến phương lâm, đồng thời cùng với trinh sát sư đoàn nghiên cứu chiến trường, chuẩn bị cho trung đoàn 270 đánh vào Túc Trưng và trung đoàn 266 đánh vào Gia Tân, Gia Kiệm. Sau khi định quán, La Ngà thất thủ, bọn địch ở Túc Trưng, Kiệm Tân phải co lại. Trước tình hình đó, viên tướng Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân đoàn 3 và quân khu 3 họp bộ tham mưu của Y ở Biên Hòa, nhận định chi khu định quán kiên cố như vậy vẫn bị san bằng, La Ngà cũng rơi vào tay Cộng sản, đường 20 coi như đã thuộc về họ, rồi sẽ đến lượt Túc Trưng, Kiệm Tân đối phương mà cắt được ngã ba dầu dây thì Xuân Lộc đi đời và Biên Hòa cũng bị uy hiếp nghiêm trọng. Y chỉ thị cho Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18 phải nhanh chóng củng cố căn cứ gia tân, gia kiệm, túc trưng, núi đốt, lập một phòng tuyến ngăn chặn tại La Ngà, cố giữ cho bằng được, đến mùa mưa sẽ phản công chiếm lại. Lê Minh Đảo tung toàn bộ chiến đoàn 52, 3 tiểu đoàn bảo an, 12 khẩu pháo 105, 2 khẩu pháo 155, một chi đoàn xe tăng, xe bọc thép 20 chiếc để củng cố và bảo vệ túc trưng và núi đốt. Hàng ngày, chúng dùng pháo bắn phá liên tục lên La Ngà, định quán. Từng tốp máy bay A-37 và F-5 thay nhau ném bom vào các khu rừng xung quanh, thường xuyên tung biệt kích, thám báo lùng sục thăm dò, gai mìn. Chúng còn sử dụng bộ binh từng bước lấn đất, nống ra hai bên đường mươi từ 500 đến 1.000 mét. Đêm 20 tháng 3, chúng cho tiểu đoàn 2 và đại đội trinh sát của chiến đoàn 52 nống ra lấn chiếm núi tràn. Một điểm cao quan trọng án ngữ phía Tây cầu La Ngà, phía Bắc Túc Trưng 4 km, nằm sát đường 20. Bộ tư lệnh sư đoàn lệnh ngay cho trung đoàn 270 khẩn trương cơ động lực lượng ra tiêu diệt địch khi chúng chưa kịp đảo công sự. Thực hiện nhiệm vụ trên, 4 giờ sáng ngày 31 tháng 3, tiểu đoàn 5 vượt sông Đồng Nai, áp sát chân núi tràn về phía Tây, Bắc. Hai đại đội của tiểu đoàn 4 vượt sông La Ngà, áp sát đường 20 Đông, Nam núi tràn. Ở sở chỉ huy trung đoàn Trung đoàn trưởng Nguyễn Thế Vân và chính ủy Lê Nguyễn theo dõi và chỉ đạo chặt chẽ các mũi. Đây là trận đầu Trung đoàn 270 chiến đấu đánh địch ở giã ngoài. Khi bàn về cách đánh, sở chỉ huy và phân đội tác chiến đã dự kiến hai phương án. bao vây chặt và đánh lẫn từ ngoài vào. Thọc sâu, chia cắt địch ra để tiêu diệt. Mọi người thống nhất theo phương án 2, kết hợp với bao vây chặt. Yêu cầu của trận đánh là phải táo bạo, bất ngờ, đánh đau, đánh hiếm, đánh cho địch từ bỏ ý đồ lấn chiếm vùng giải phóng trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi